Âu Đen Mai. Âu thôi hả? Âu gì? Âu đồ. Older Đan Mai Đêm mai. Hoa đờ Ba đồ. nha. Lan cao hơn ba nè. Ủa? Lan cao hơn ba. Bạn nào viết được câu này? Bạn nào đọc được câu này? Mai xa đồ là sao? Đâu? À. Rồi câu 13 bạn nào đọc được? Mi. Câu 13 bạn nào đọc được? Hả? Ờ, hôm nay có bạn Tiên chưa học nhỉ? Bạn Tiên đi đằng nào ta để gọi bạn Tiên nào? Quên mất bạn Tiên. Tao thấy bạn Tiên ở trong đó học. Bạn gì? Bạn Lì tắt bớt một tài khoản đi. Nó bị nhè nhè. Rồi. Lan ghi Lan y thôn lỡ là con lò Đan Bà. Đan Bà Ba Đờ. Lan y thôn lỡ Đan Bà. Rồi tắt mic đi, khi nào cô bảo mở mic thì mở. Bạn bạn Tiên hình như hôm trước cô nhắc lịch rồi mà ta. Chị à, Tiên bây giờ ý là chị bảo Tiên vào học giùm em với. Dạ. À, dạ. Không, ý là trong nhóm đó em dặn từ hồi hôm trước dặn lịch rồi mà, với lại hồi trưa em có gửi là chiều nay 2:30 học mà, không đọc không? Không thấy. Dạ. Tên. Chị gửi link, link là em gửi hết rồi đó. Chị kêu nó vào link mở thôi. Dạ. Tên. Rồi, lan cao hơn 3. Lan cao hơn 3. Các bạn viết như thế nào nhỉ? Lan. Bạn nào đọc được? Lan ý. Thôn L đàn bà. Bây giờ viết cho cô này. À, Mary to hơn. À, Mary to hơn Peter. Mary to hơn Peter. Viết cho cô, đọc cho cô đi bạn. Mary, My Mary, Mary, Dan, Dan, my people. Bạn Khang đọc đi. My Không có Mai, chỉ là Mary. Mary thôi. Khi nào có chữ tôi thì mới là Mai. Ví dụ My father, my mother, my grandmother. Còn bây giờ là tên bạn Mary thì con chỉ viết là Mary cho cô. Mary gì? Mary a big Dan. girl. Dan, Dan, Peter. Peter, Câu 10, câu 15. À. Tắt Câu mic đi 15. sang. Sang cao hơn à, cao hơn Trúc. Rồi viết đi. Sang cao hơn Trúc nào? Bạn nào đọc được? Chúc, chúc tóc mít chúc. Bạn nào đọc được câu này? Mình. Bạn Khôi nào? Sang y thôn lờ đan đan chúc. Đúng rồi. Câu 16. Câu 16. Trúc nè. Mập à, Trúc gì? Trúc gầy hơn Khang. Đâu gầy hơn đâu cô, nó con con gì. Rồi à, bạn nào nãy giờ chưa làm? Rồi cô mời bạn cô Chúc đi mời con. bạn bạn Sang. Bạn Sang đọc câu này đi. Cái chữ gầy hơn bạn Sang hôm trước học chưa? Gầy Cô là quên đi slim. ở sân. Gầy hơn là slimmer. Rồi cô à, small đi. Slimmer Khang. Slimmer cũng được. Rồi đọc đi. Trúc gì? Trúc y. Slim Có chữ y cho cô. Slimmer Slimmer Dan, thêm chữ Dan ở cho cô. Trúc y Khang. Slimmer Dan Khang. Rồi Đan. bạn Quyên đọc cho cô. Bạn bạn gì? Bạn Khôi cao hơn. Khôi cao hơn Tôi Lý. quên đi bà dân. Bạn nào đó? Bây giờ Bạn nói hay đọc cô? Nói, đọc Nói. bằng miệng cho cô gọi bạn nào bạn đã đọc. Rồi bạn Quyên thử làm câu này coi. Quyên, Khôi cao hơn Lì. Cao hơn là Y thôn Lờ Đan. Cứ như vậy đọc cho cô, bạn Quyên đọc đi. Khôi cao hơn Lì. Là sao? Sao? Khôi gì? Khôi Y thôn Lờ Đan Lì. Nha. Khôi Y thôn Lờ Đan Lì. À, cậu con trai. Con trai là the boy nhá. À, con trai cao hơn à, con gái nào, bạn nào viết được câu này nào?
Bạn nào số không? Con gái là girl đúng không cô? Ừ. The boy với the girl. Bạn nào đọc được? Su đọc được không? Su đọc đi. The boy is the girl. Dan the girl. The boy is taller than the girl. À, người đàn ông cao hơn người phụ nữ. Người đàn ông to hơn đi. To hơn người phụ nữ. Cô ơi. Ở trên cô thiếu chữ Dan rồi kìa cô. Đâu. Đúng rồi. So, thank you so much. Rồi, người đàn ông to hơn người phụ nữ. Bạn nào đọc được câu này? Người đàn ông là the man và người phụ nữ là the woman. Bạn nào đọc được? Bạn Khôi đọc được không? Bạn Khôi đọc đi. Có chữ y nữa. The man is bigger than the woman. Có cái gì mới không? Hả? Cho họ nói những cái Rồi, the man is bigger than the woman. Woman. Rồi, bây giờ lật sách ra. Lật sách ra, chúng ta học tiếp nào. Nãy giờ bạn Tiên vào chưa? Chưa vào hả? Lật sách ra. Đây bao nhiêu cô? Bài số 10 mấy các bạn? Rồi đây nè. Đấy. Bây giờ nghe. Nghe và khoanh tròn cho cô nghe chưa? Nghe và khoanh tròn cái bài này. Bạn lật sách ra. Trang bao nhiêu? Trang 27. Sách gì vậy cô? Sách học sinh. Trang bao nhiêu hả cô? Page 20. 27. Lesson 2. Activity 1. Page 24. Unit 14. Page 27. Activity 4. Rồi, nghe. Listen and circle. Nghe và circle đó cô. Hi. My name's Nam. This is my family. My father, my mother, my sister, and me. One. I'm not very tall. Tôi không có cao. But I'm taller than my sister. Nhưng mà ai taller than my sister? Two. My sister's slim. Chị gái thì slim. She's slimmer than my mother.
Slimmer, nghe được slimmer không? 3. My mother's 33 years old. She is younger than my father. Các bạn nghe được chưa gì? 4. My father's tall. He's taller than my mother. Chữ nào? Page 27. Activity 4. Listen and circle. Hi. My name's Nam. This is my family. My father, my mother, my sister, and me. 1. I'm not very tall, but I'm taller than my sister. 2. My sister's slim. She's slimmer than my mother. 3. My mother's 33 years old. She's younger than my father. 4. My father's tall. He's taller than my mother. Rồi, số 1 là taller. Nam is taller than his sister. Number 2, slimmer. His sister is slimmer than his mother. His mother is younger than his father. And the last question, his father is taller than his mother. Now, exercise 5, page 27, look and write. Rồi các bạn nhìn vào đây và viết nhá. Ai gầy hơn, father hay brother? Các bạn nói tiếng Việt trước, ai gầy hơn nhỉ? Bên này là father. Bây giờ mình viết là father với lại brother. Theo như bên trên nó nói, à, đây là the father, đây là the brother này các con. Vậy là ai slimmer? Slimmer là gầy hơn. Vậy thì ai gầy hơn? The brother. The brother gầy hơn. Vậy các bạn viết cho cô. The brother. The brother. He slimmer than my the father. Các bạn viết vào. The brother is slimmer than the father. The brother is slimmer than the father. Các bạn viết bài vô đi. Viết vô đầu của. Lấy vô vở, vô sách à? Lấy bút chì mà viết. Bạn nào có sách học thêm thì viết vô sách học thêm. Nhắn lên, bạn Quyên viết là nha con. Quyên có đó không? Không. Không được học cái này. Quyên có đó không con? Không. Không. Đó. Viết bài vô con. Tắt đi nha. Rồi, số 2 bạn nào làm được câu số 2? À, who shorter, ai thấp hơn? The father or the mother? The father or the mother? Ai thấp hơn? Who shorter? The father, mother, the father. Son is shorter. Mà đang nói shorter mà. Shorter. The mother. The mother is shorter than the father. Rồi. The mother is shorter than the father. Các bạn viết bài vô. Oh.
số 3, cô mời bạn bạn Khang làm câu số 3 nhá. Viết xong câu số 2 chưa? Viết xong câu số 2 xuống câu số 3. Who older? The brother or the sister? Đây là the sister này. Mẹ ơi. Đây là the brother này. Mẹ. Sao con? Đây là the sister và đây là the brother. Rồi, bạn Khang làm đi nha. Who's older? The brother or the sister? Older là gì bạn Khang? Older là gì? Older là gì? Học rồi. Không. Khang Khang Older là già hơn. Rồi, con làm câu số 3. So sánh hai cái người này cho cô, ai già hơn? Nhớ, ai già hơn nào? Who's older? The brother or the sister? Now tell me. Tell me your answer. Now ai già hơn? Nhìn hai đứa này là biết liền ai già hơn. Ai lớn hơn? Mình dịch là ai lớn hơn ha. The brother. Sao lại the brother lớn hơn? The sister e. Older. Dan. Dan the gì? Dan the brother. Very good. Câu cuối cùng. Cô mời bạn Trúc. Cô mời bạn Trúc làm câu này. Stronger các bạn, này từ mới này. Hôm qua hôm kia rồi mình chưa học cái từ này nha. Stronger, các bạn đọc theo cô. Stronger. 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 Strong là khỏe các bạn, khỏe. Stronger. Khỏe mạnh đó. Và cái từ so sánh hơn của nó là stronger, là khỏe hơn. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh nhá. Who's stronger? The father or the brother? Rồi các bạn nhìn vào hình cho cô, đây là ai? Đây là the father. Còn đây là gì? Nhìn trẻ trung như thế này thì the brother. Vậy thì nhìn hình ai khỏe hơn nhỉ? Nhìn cái hình này ai khỏe hơn? Các bạn không biết. Đây là bố nè, đây là anh trai nè. Anh trai thì cầm cái cử tạ rất là khỏe khoắn như thế này. Còn ông bố thì không nhấc được, thì ai khỏe hơn? Anh trai, anh trai khỏe hơn. Anh trai khỏe hơn. Trúc có làm được câu này không con? Trúc làm được không? Yeah. Làm được thì đọc đi, mà không làm được thì cô gọi bạn khác. Con đọc đi. No. Sao lại không? Vậy đọc đi. Đã nói như vậy thì cho đọc luôn, đọc sai cũng được, đọc đi. Yeah. Đọc đi, đọc đi. Bây giờ chúng ta nói là anh trai khỏe hơn bố nha. Vậy nói đi. Anh trai. Đọc đi. Anh trai là gì? The. The gì? The brother. Đúng rồi, the brother. Tiếp tục. Phải có từ y cho cô. Y. Lấy cái từ kia bên trên viết xuống, khỏe hơn đó. Stronger. Xong rồi có từ Dan, người ta cho rồi nè. Dan the father. Dan the father. Rồi đọc cả câu lại cho cô. Đọc lại cả câu đi. The brother is stronger than the father. Ok, các bạn viết vô đi. Rồi cô yêu cầu các bạn đọc lại cho cô. Một bạn đọc 4 câu luôn. Để các bạn nhớ. Rồi viết nào đi. Rồi, cô mời bạn Khôi đọc câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 cho cô. Câu 1. Very good, Hằng. Đọc đi con. The brother is slimmer than the father. The mother is shorter than the father. The sister is older than the brother. The brother
stronger than the father. Rồi, để bạn Khang. Khang đọc đi. Khang đâu con? Đọc đi. Mẹ nghe rồi. Đọc hết. Thì đọc hết thì đọc hết thì càng tốt, đọc đi, đọc cho bạn khôi thì càng tốt. The brother is a little than the father. The mother is shorter than my father. The sister is older than the father. The brother is stronger than the father. Rồi, để bạn sang. Bạn Quyên, bạn Trúc, bạn Ly chuẩn bị. Who slammed the feather of the brother? The brother is slammed. Slimmer, không phải slam đâu, đâu phải chơi cái trò slam, slam. Slimmer. Slimmer. Slimmer than the feather. Who shorter? Who shorter? The feather of or the mother? Or the mother? The mother is shorter than the father. The brother. Who's older? Older. The brother. Or the sister? Or the sister? The sister is older than the brother. The brother is stronger than the father. Than the father. Rồi có mời bạn Trúc Quyên chuẩn bị. The brother is slim than the father. The mother is shorter than the father. The sister is older than brother. The brother is stronger than the father. Rồi bạn Quyên, Ly chuẩn bị. Quyên đọc con. Con biết nào cô? Cô mày nè. The brother. Đọc theo cô. The brother is slimmer. The slimmer. Mấy bạn kia tắt đi cho bạn Quyên đọc nha. Than the father. Than the father. The mother. The mother. Is shorter. Shorter. Than the father. Than the father. The sister. The sister. Is older. Than the brother. The brother. The brother. The brother. Is stronger. Than the father. Con đây hỏi thế. Bạn Ly nè, xong xuống bài mới ha. Bạn Ly đọc đi. The brother is slimmer the father. Is slimmer than the father. The mother is than the father. Shorter. The sister is older than the brother. The brother is stronger
than the father. Ok. Rồi chúng ta xuống bài dưới. Blessing. Chúng ta cùng hát nha. Blessing. Page 27, Activity 6. Let's sing. What do they look like? What does your mother look like? She's tall, she's taller than me. What does your father look like? He's slim, he's slimmer than me. Rồi sang bài bên này. Listen and repeat. Các bạn nghe và repeat rồi tức là lặp lại cho cô nghe chưa? Nghe và lặp nào, nghe nào. Page 28, lesson 3, activity 1. Listen and repeat. This. This. This is my mother. This is my mother. That. That. That is my father. My father. Thin. Thin. The book is thin. Thin. Thick. Thick. The dictionary is thick. The dictionary is thick. Các bạn nghe. Page 28. Các bạn nghe cô, cái chữ thờ, các bạn nhìn thấy chữ thờ không? Chữ thờ á. No. Các bạn sẽ đọc là đờ. 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 Và các bạn có thể đọc là thờ luôn. Một số trường hợp các bạn đọc là thờ. Một số trường hợp đọc là đờ. Ví dụ bạn đọc cho cô chữ này coi. This. Dragon. Đọc đi. This. This. That. This. That. This is my mother. Đọc theo nào. This is my mother. That is my father. That is my father. Rồi trong hai trường hợp dưới đây để đọc là thờ. Thờ. Thin. Thin. The book is thin. Thick. The dictionary is thick. Rồi xuống đây nghe và khoan tròn. Activity 2. Listen and tick. Then write and say aloud. 1. My brother is thin. Is thin. 2. My sister is 3. Is 3. 3. The books are on the table. The book is on the table. Their books are thick. Their books are thick. Page 28. Lesson. Rồi, đọc lại cho cô nào. My brother is thin. My brother is thin. My brother, my brother is thin. My sister is three. My sister. My sister is three. My sister is three. The book are on the table. The book is on the table. The books are on the table. The books are on the table. Their books are thick. Their books are thick. Their books are thick. Lecture. 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 Là nhịp theo cái này ha. Page 28. Activity 3. Let's chant. This is my family. 1, 2, 3, 4. This is my mother. And this is my father. What do they look like? They're young and strong. That's my grandfather. And that's my grandmother. What do they look like? They're old and strong too. Sang bài bên này. Read and write. Bây giờ các bạn dịch bài này và chúng ta làm bài nhé. 1, 2, 3, 4, 5 câu trả lời. Nhá, 5 câu hỏi. Và viết tự trả lời cho cô. Nhìn trong sách ấy. Trang 2 mấy xô?
Trên thân mến. Rồi, biết nè. Trên thân mến. Cái từ dear này là thân mến này. Các bạn tắt mic đi. Yeah. À. Rồi, trên thân mến. Thân mến. M-N-M-N. Sắc mến. My name is Maria. Maria. Tên của tôi là Maria. À, Maria. I'm 9 years old. Là bao nhiêu tuổi? Mấy tuổi? Mấy? 9 tuổi. À, tôi 9 tuổi. And I live in Cần Thơ. Cần Thơ. Cần Thơ. Tôi sống ở Cần Thơ. There are 4 people in my family. Mấy người? Có mấy người? Bốn người. My father, my mother, my brother and me. À, bố mẹ rồi anh trai và tôi. Bố của tôi bao nhiêu tuổi đây? 34. Bố thì 34. 30. Ông ấy là gì? Làm nghề gì? Làm nghề bác sĩ. Doctor. Làm nghề bác sĩ. Rồi. À đâu, đâu, sorry, nhầm. Bố làm nghề gì đây? Chỗ này này, bố làm nghề gì đây? Teacher. À, bố làm giáo viên. Bố làm teacher. Rồi, bố làm teacher. Nhá. Bố làm teacher. Và ông ấy như thế nào? Ông ấy như thế nào đây? Ông ấy thôn và Slim là gì? Ông ấy rất lùn. Lùn năm 4. Thôn là gì? Cao gầy. Ông này bị suy dinh dưỡng à? Cao gầy, mẹ không cho ăn đầy đủ. My mother thì bao nhiêu tuổi đây? 31 tuổi. Rồi, mẹ làm nghề gì đây? Bác sĩ. Rồi, mẹ thì như thế nào? Ngoại hình của mẹ thì như thế nào? Đẹp gái. Mẹ đẹp gái. Ok. Trai. Em trai tôi và tôi. À, anh trai chứ mà em trai. À đâu, em trai thì đúng hơn. Em trai tôi và tôi thì sao? Làm nghề gì đây? Làm nghề học sinh. Ở trường gì? Trường Ngô Mây. Ngô Mây đâu Ngô Mây? Trường Hoa Sen. Rồi. Mày vẫn giỏi. Ai già hơn, ai lớn hơn đây? Brother. Sao lại brother già hơn? Ai lớn hơn? Ai là tôi? Tôi lớn hơn em trai tôi chứ. Tôi lớn hơn em trai tôi. Nhưng mà ai lại cao hơn? Ai cao hơn? Em trai. Em trai cao hơn. Con nhỏ này lười ăn quá, bị suy dinh dưỡng. Em trai cao hơn. Ok. Best wishes. Gửi lời chúc tới bạn nhé. Rồi, trả lời câu hỏi. Bạn nào dịch được cho cô? Cái câu số 1 nó hỏi cái gì? Ôi, tôi tính cho con nhỏ quá cô. So, dịch câu số 1. What does Mary father do? Mary father do là bố của con nhỏ này làm nghề gì á? Bạn nào trả lời được? Teacher. Viết vào. He is a... teacher, các bạn viết vào đây. Bạn Quyên nha, viết vào nha. Bữa nay làm kêu mẹ chuẩn bị máy móc học cho nó đầy đủ vào chứ nghỉ nhiều quá là học không có chất lượng nha con. Rồi, viết vào. Viết câu số 1 vào rồi bạn nào suy nghĩ câu số 2 giơ tay phát biểu đi. Mitty sang ngủ quá. Trời ơi, ồn ào quá. Rồi, số câu số 2 đi. Yeah. Câu hai là he tone and slim. Đúng rồi, he tone and slim. Ông ấy cao gầy ha. Hỏi look like là hỏi ngoại hình của bố đó. What does her father look like? Bố trông như thế nào? Ông ấy cao và gầy. Bạn viết vô đi và suy nghĩ câu tiếp theo. Nghe lên.
Cái gì vậy? Câu số 3 bạn nào? Bạn nào xung phong? Thôi, câu số 3 mời bạn khác đi. Bạn nào xung phong, bạn Kha Sang làm được không con? Beautiful. À, she is very beautiful. Rồi. Ngoại hình của mẹ là như thế nào đó? Rất đẹp. She very beautiful. Nó có bên trên không? Chỗ cô gạch chân đây này. À, she very beautiful. Viết nguyên cái đoạn nó vào nha các bạn. Viết vào. Câu tiếp theo nha. Câu tiếp theo cô mời bạn Khôi nha. Khôi suy nghĩ đi. Cô cho mấy phút để suy nghĩ. Cô bà ra đời y ra biết chữ không? Ai trẻ hơn nè? Bạn Khô làm được không? Bạn Khôi không có mở mắt. Bạn Khôi rời trường học. Rồi Khô làm được không? À, Marie và em trai á, thì ai trẻ hơn? Em trai trẻ hơn nha. Rồi trả lời cho con. Bạn Hào không tắt mic đi. Ồn nào. Cô nói không nghe hả? Rồi câu số 5 là bạn câu số 5 bạn Lì. Ai thấp hơn, Marie hay là em trai? Ai thấp hơn? Bạn Lì suy nghĩ đó con. Rồi ôi, ở đây này. Nhìn thấy cái đoạn cuối cùng chưa? Tôi lớn hơn em trai tôi nhưng nó lại cao hơn tôi. Mình lười ăn quá, thằng em ăn như là voi, nó lớn hơn, nó cao hơn, mình thấp hơn. Biết ai cao hơn chưa? Thằng em trai cao hơn. Rồi, biết sao? Bạn Lì làm được không? Không làm được cũng phải làm được. Em trai cao không làm được thì cũng phải làm được. Không làm được thì cũng phải làm được. Ép bản thân mình làm cho được thôi chứ. Who is shorter? Ai thấp hơn? Ai thấp hơn con? Ai thấp hơn? Ờ, Marie thấp hơn. Vậy là đọc đi con. Bạn Lì đọc đi. Marie. Marie gì? Marie ý. Đọc. Lì đâu? Marie ý. Shorter. Marie ý. Shorter. Than brother. Các bạn chép bài vô nhanh. Nhớ số bài dưới. Rồi, bạn Sang đọc lại từ 4 câu luôn đi. Đọc câu trả lời á. What do Mary father do? Chúc cô lỗi con làm này chút. Làm gì? Học bài đi. What does her father look like? What does her father look like? He tall and slim. What does her mother look like? What does her mother look like? She very, very beautiful. Beautiful. Who is younger? Who is younger? Marie or her brother? Her brother is younger than Marie. Who is shorter? Marie or her brother? Who is shorter? Who is shorter? Marie is shorter than her brother. Rồi xuống bài dưới các bạn. Bây giờ viết này. Bài viết về mình nhá, giống như mình viết thư cho một bạn, một người bạn của mình. Ví dụ viết cho bạn Hoa chẳng hạn, Hoa thân mến. Tên của mình là Trúc chẳng hạn. Nha, Trúc gửi cho Hoa. Rồi Trúc năm nay mấy tuổi? Trúc 10 tuổi, Trúc sẽ viết là 10 years old vào. Nhà Trúc có mấy người? Có 4 người thì viết số 4 vào. Bố của Trúc có 5 người. À, bố của Trúc thì như thế nào?
Bố của Trúc thì cao và gầy. Mẹ của Trúc thì như thế nào? Mẹ của Trúc thì thấp và gầy, thấp và to, vân vân, tùy các bạn viết. Các bạn cứ viết sao thì viết nhá. Gửi lời thân ái, rồi ký tên Trúc. Các bạn viết theo các bạn ơi. Đây là bài mẫu thôi. Viết đi. Bạn nào cái gì có mít tả luôn á. Ba thấp mập, mẹ cũng thấp mập. Mẹ cũng mập đâu, mẹ bé béo. Thì đây. Viết sao thì viết, ok. Ba chút mập lắm cô, đổi lại cái sự đi. Đổi lại hả? Ngon, bạn nào xong rồi thì mời bạn nó đọc. Bằng Ngọc Diễm đang đưa tay này. Rồi, sang đọc đi. Tay nào có? Đọc đi, gửi thư cho ai? Đia. Kim. Đia Kim, rồi tiếp. Kim. À, Kem, rồi tiếp. Mai, Nim, Sang, em, Châu. Đây, em, Phô. People. People. In my family, my father, Tom, and Slim. My mother, Elon, Tim. Best Wishes. Best Wishes. Rồi, đến bạn Khang đọc đi. Đi đi chút. They are for people. People in my family. My father. Home. And big girl. Big thôi, không có girl, big thôi. My brother, thôn L, and big. Thôn thôi, không có L nha, thôn thôi. Ở đây mình có kho sánh, mình không có xài L. Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi, sai rồi, tiếp đi. Bít. Bét quýt xịt. Quýt xịt. Rồi, Hằng.
Rồi chúc. Con không biết con đang ảnh rồi. Ừ, đọc đi. Đìa đìa. Đìa mai nên rút rút. Thêm đều. Đê. Cô. Biêu biêu của. In my family, my father, Thôn and Slim, my mother, Doc, Slim. Bad with it. Bad with it. Bad with it. Rồi, bạn Khôi. Rồi. Đến bạn Ly đọc đi. Câu đầu tiên là gì nữa cô? Đưa em hỏi. Đưa. Cái này là đưa nè. Con gửi cho ai thì con viết tên người đó chứ. Con gửi cho ai? Đưa thôi đọc lại. Đưa là my my name Lily. I'm 10 years old. There are four people in my family. My father Don and Slim. My mother Scott. Shop. Đọc đi con, Dia. Ủa, Quyên đâu rồi nhở? Quyên ơi, à, đi đằng nào rồi đấy? Quyên. Quyên ơi. Trời ơi, nó học mà nó bỏ đi đâu? Trời, quỷ thần ơi. Nó học đi chơi rồi. Rồi các bạn lấy sách bài tập ra. Lấy sách bài tập ra, nói bậy. Sách bài tập ra con. Lấy sách bài tập ra để làm bài nha. Chào, chào ở bên này. Con. Ủa. Sách bài tập đâu ta? Con có. Rồi lấy sách bài tập ra đi, cô đang kiếm thử sách bài tập nó rớt đâu rồi. Bài tập sách giáo khoa này, tập 1, tập 2 này, không có sách bài tập à? Rồi sách bài tập nha. Bài số 14. Trang bao nhiêu được cô? Bài này bài số 14 đúng không? Cô lật xem. Trang 4. Rồi
Cô ơi, sắp bài tập cho em 56 cô. Cho em 56, bà con làm đi. 14 nè. Ông thấy nữa không? Không. Gì? Tôi nói không khen mà. Thôi. Thật là ba hay ngồi nói chuyện vậy hả? Hả? Lấy sách cho nó làm đi chứ. Thật là không? Không có sách bài. Bạn Sang giờ này chưa có sách bài tập hả? Có chứ. Có. Lấy ra. Bạn Quyên có đó chưa? Bạn Quyên quay trở về chưa? Rồi. Nãy giờ đi đâu đấy? Rồi. Em đi vệ sinh. Trời ơi, lấy sách bài tập ra cho cô. Lấy sách bài tập ra.